Xin chào mọi người. Bữa nay em giới thiệu cho mọi người một vài mẫu áo thun nam hãng Calvin Klein nha. Đầu tiên là cái mẫu này này. Màu trắng. Bữa nay em chỉ có màu trắng không thôi. Cái áo này là made in Guatemala nha mọi người. Thường là mình là có cả size S và size M là người Việt mình là mặc vừa này. Ngoài cái chữ này ra còn một cái chữ khác nữa, màu trắng. Đây là áo nam nha mọi người ơi. Cái chất này là cốt tông này, chất cốt tông nha mọi người, làm co giãn nha mọi người, nhìn này, mà co giãn sờ chất rất là mát. Chữ này đây là mọi người không biết có nhìn rõ không, cái chữ si, có cái chữ si thay này là nó màu trắng trắng đục này, nó dán ở đây. Còn ở phía bên này là còn cái màu này thì là chữ si thay màu đen. Hai cái logo giống hệt nhau nhưng mà khác màu. Và một cái mẫu cuối cùng á, mẫu này cũng khá là đẹp. Toàn áo là có chữ CK này. Toàn áo có chữ CK nhỏ hai bên. Đây là mặt trước áo này. Đây là mặt sau áo. Cái này là made in India nha mọi người. Chất co giãn nha mọi người ơi. Co giãn mặc rất là mát. Rất là đẹp. Đây là mặt sau này. Dáng áo suông nha mọi người.